Hello anh em, trời mưa to bập bùng. Cần gì đâu mà mình phải đi trời mưa cực khổ. Mua chiếc xe tầm tiền như xe Honda là mình có thể mình chở 5 người đúng không anh em á. Xe bên em thì vài chục cũng có, giống như C-Max nè. Bán có 95 triệu rẻ hơn chiếc Attack nữa. Chiếc Sida có 7 mấy, là hai mẫu xe là rẻ nhất tại cửa hàng em. Là em còn hai mẫu này, C-Max và Chiếc Sida. Thì còn mấy mẫu kia thì từ 100 mấy cho đến 600 thôi, còn rất là nhiều dòng đang chờ anh em lại ha. Như xe bắt này em bán 95 triệu 209 xe đẹp rồi. Thì sẵn đây em giới thiệu anh em cũng mới vừa về em Crew. Crew 2011, đồ chơi full. Đèn trước, đèn sau, đèn dummy, dàn mâm, dàn vỏ. Đèn đèn phía sau nữa nè. Mới vừa về thôi thì xe này về giá nó cũng rẻ anh em, có 200 hơn thôi. Hơn 200 anh em mình có em xe Crew, biển số đẹp, biển số 62 mới gia chủ luôn. Đèn bi trước, bi sau quá trời, đồ chơi trong xe thì mịt mù luôn. Đèn led chỉ nè. Quá trời đồ chơi. Xe này mới lấy về ha, tí xíu đi công chứng. Nguyên nhìn ghế mới. Ghế mới, sàn mỏng mới hết. Hai chìa khóa theo xe đầy đủ luôn. Xe chạy ít ha chị ha. Chạy chắc xe này chắc chạy khoảng mấy chục ngàn, không tới 100, không tới 100 ngàn. Đồ chơi trên xe rất là nhiều, màn đôi nè, camera hành trình nè, camera nè. Rất là nhiều ha anh em ha. Ốc tán rồi mới tin. Giá này thì rất là hợp lý, này nhìn nhìn đèn chân nó đẹp ghê không? Đó. Đèn chiếu đủ màu chưa? Form dáng xe này còn rất là đẹp ha anh chị ha. Crew thì không lỗi thời, phân khúc C chạy siêu sướng siêu đầm anh chị. Đời 2011 ha. Anh em nào thích xe này thì liên hệ cho em. Đăng kiểm tới tháng 5 2023. Hoặc là anh em không thích màu đen qua màu bạc, không thích màu bạc thì qua màu trắng. Crew bên em thì còn tới 4 xe lận. Ở 5 xe chứ. Một xe cọc còn 4 xe đang chưa bán ha. Anh em rảnh thì cứ chạy qua lái thử, xem thử, chạy nhìn thử ha. Giá rất hợp lý nha anh chị nha. Xe này hồi nãy mới vừa quay chi tiết anh em nhìn nè, nó cũng lên đèn lên quá trời đồ chơi. Xe này mình bán 239. Đó, còn một xe đã 2 đã 10 giống vậy màu trắng mình bán 232. Xe đấy mình đang đi sơn lại. Sơn dặm cái gương, ốp gương với cái cản. Đó. Anh em nào được thì chạy qua, còn Karen riêng mà Karen 7 chỗ bên mình còn rất là nhiều dòng nha. Mình còn Highlander, còn Innova, còn Jolly. Còn Karen máy dầu, Karen máy xăng, Karen số sàn, Karen tự động. Còn là dây, còn Innova G, Innova G. Đó, còn Mitsubishi Sapphire đang để Sài Gòn. Đó. Và mình mới về thêm hai xe nữa, là một xe Nissan Terna tự động đời cao. Đó, bán 200 mấy triệu à. Với một em xe Ford Everest máy dầu 7 chỗ đời 2 đến 6 xe cộp, mình bán 200 xe đã bán khoảng 230 mấy, đang bỏ giờ làm bảo dưỡng, làm sơn siêu loại anh chị ha. Mấy này mình về nhiều xe lắm. Anh em mình có thể chạy qua lái thử, chạy người trải nghiệm thử ha. Những loại xe mà form dài thì cũng còn có nhiều anh em thấy xa xa không. Vios đời 2005, Vios 2009 nè. Camry, Nissan Cefiro tự động nè. Có i10 gia đình đó nè. Morning C-Bus thì cũng còn quá trời. Anh em rảnh thì qua chạy thử anh em ha. Cảm ơn anh em mình nhiều nha. Chúc anh em mình buổi trưa vui vẻ, ăn lành, nhiều sức khỏe nha anh em nha.